Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nứa Gaming. Hôm nay mình chơi cái cảnh là cuộc chiến thức ăn tập 27 nha các bạn. Trong cảnh này thì có sự xuất hiện của cây cây cỏ điện và cây hoa sao băng. Cây cỏ điện và cây hoa sao băng này thì máy nó đã trồng sẵn cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là trồng thêm cây hoa mặt trời và những cây cỏ điện và cây hoa sao băng để tiêu diệt những con zombie này dễ dàng và nhanh chóng hơn nha các bạn. Trong cái cảnh này thì rất là nhiều zombie. Zombie nó ở trong cái máy robot các bạn. Cái máy này nó có nhiệm vụ là đẩy những cái cây lùi về phía sau. Nhưng mà trong cảnh này thì những cái cây này nó trở nên vô tác dụng với bom các bạn. Cây bom khoai tây. Và cây bom khoai tây của chúng ta thì nó tiêu diệt những con zombie này rất là nhanh chóng và gọn gàng. Cây bom khoai tây này nó có tính sát thương là một con zombie đứng ở giữa thì có thể tiêu diệt hai hàng bên cạnh các bạn. Cây hoa sao băng này thì nó rất là nóng. Khi mà rơi xuống mặt đất thì gặp những con zombie này thì nó sẽ bị cháy các bạn. Mấy cái con zombie mà nó có cái máy đẩy, nó đẩy những cái cây hoa của chúng ta bay về phía sau các bạn, phục lùi về phía sau. Nhưng rất là tiếc là trong cái cảnh này thì nó có cây hoa sao băng và cây hoa hiên thạch. Cây hoa hiên thạch và cây cỏ điện các bạn. Trong cái cảnh này thì cây cỏ điện và cây hoa sao băng là làm việc đặc lực. Và những con zombie này vào thì không bao giờ thoát khỏi cái lưới điện này các bạn. Những lưới điện này rất là mạnh. Cây hoa cỏ điện này nó đang ở level 3 nên nó tiêu diệt những con zombie này rất là dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó thì mình trồng thêm cái cây bom khoai tây các bạn. Cây bom khoai tây này nó tiêu diệt những con zombie này rất là hay luôn. Các bạn xem kênh của mình, nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn, để nhận được video mới từ kênh của mình. Trong cái cảnh level 28 này thì mình tiếp tục trồng những cái cây hoa mặt trời các bạn. Cây hoa mặt trời, bên cạnh đó thì nó có thêm cái cây cây bắp cải gà tây nữa các bạn. Cây bắp cải gà tây này nó cũng rất là lợi hại, nó thả ra những con gà đi chạy nhảy rất là nhanh để tiêu diệt những con zombie. Ở trong cảnh này thì mình trồng thêm cái cây trong cảnh này có những con zombie bay nữa các bạn, mình nên sử dụng chiếc lá cây cỏ và lá nha các bạn. Cây cỏ và lá này nó giúp chúng ta rất là hay luôn. Những con zombie nó bay vào bất cứ hàng nào thì cây cỏ và lá này nó thổi bay ra ngoài hết các bạn. Cây cỏ điện là nó giúp mình tiêu diệt những cái cây, những cái con gà mà nó đi nó đu trên người những con zombie á các bạn. Nếu mà những con gà này mà nó nhảy xuống đất thì bị cây cỏ điện của chúng ta tiêu diệt. Và trong cảnh này thì có những người khổng lồ, zombie khổng lồ này nó đi rất là nhanh luôn các bạn. Mình nên trồng cái cây bom khoai tây nhưng mà mình nghĩ chắc không kịp. May là con zombie nó đi vào thì nó dẫn trúng quả bom và nó cũng đã tiêu diệt cái con zombie khổng lồ. Trong cảnh này thì zombie rất là đông luôn, zombie gà rồi zombie bay kết hợp với những con zombie hải tặc nữa các bạn. Những con zombie hải tặc thì nó đẩy cái thùng gỗ, trong cái thùng gỗ đó nó có hai con zombie con nằm ở trong đó các bạn.
Khi mà cái thùng gỗ nó nổ thì nó sẽ dâng ra hai con zombie con. Zombie bay này thì mình tiêu diệt nó rất là dễ các bạn. Mình có chiếc lá, chiếc cây cỏ ba lá đó, mình để xuống là mình đẩy những con zombie bay này nó bay ngược ra ngoài các bạn và bị tiêu diệt. Trong cái cảnh này thì zombie khổng lồ nó đi vào rất là đông và đi nhanh nữa. Thì tính ra cũng có hai con thôi chứ đông gì các bạn. Nó đi vào, nó đi rất là nhanh nên nó đập phá những cái cây của chúng ta hư hết các bạn. Và cuối cùng thì nó cũng đụng vào chiếc xe. Không biết là tiêu diệt nó nổi không đây, tại vì nó đi rất là nhanh luôn. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được con zombie khổng lồ rồi các bạn. Trong cảnh này nó có rất là nhiều zombie. Zombie đẩy thùng gỗ này, nếu mà mình để cho nó cắn lên cái cây thì cái cây của chúng ta sẽ bị tiêu diệt các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu theo dõi video của mình. Các bạn hãy đăng ký và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mà mình ra video mới nha. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc, học tập vui vẻ nhé.